Chào mừng đến với kênh channel của mình ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay là mình xin chia sẻ với các bạn, đó là có rất là nhiều các bạn đang học tiếng, các bạn gửi câu hỏi đến cho mình là khi mà nói chuyện với sensei của em, nói chuyện với cô giáo thì cô giáo hiểu, còn khi mà ra ngoài nói chuyện với thanin, có nghĩa là người ngoài, thì họ lại không hiểu những gì mình đang nói. Thì mình xin đưa ra một số cái nguyên nhân và đưa ra lời giải. Ok, thì đầu tiên là bên Watashi, gọi là bên mình ấy, những người nào mà đang học tiếng ấy, như mình chẳng hạn đây, thì mình có thể liệt kê ra được một số nguyên nhân sau. Thứ nhất, đó là phát âm còn kém, cho nên là nói không hiểu là đúng rồi. Bởi vì phát âm kém đâm ra là họ không thể nghe được những gì mình nói ấy. Ok, cái nguyên nhân này hầu như là đây là nguyên nhân chính theo mình nhận xét. Nguyên nhân thứ hai là kém cái khả năng giải thích và thuyết minh, cho nên là mà cái này mà kém thì khó mà giải thích cho họ hiểu được. Nguyên nhân thứ ba đó là nghe kém. Khi mà nghe kém thì đâm ra là những cái lời mà người khác muốn truyền đạt thì mình không thể nào mà nghe rõ được. Ok, đây là phía bên Watashi, là bên phía bên mình nhé. Còn phía bên sensei thì có những cái đặc trưng như thế nào? Thứ nhất, đó là đặc thù của giáo viên dạy tiếng Nhật, đó là tiếp xúc với người học tiếng nhiều ấy, cho nên là những gì mình nói ấy, cô đều có thể hiểu, thì không phải hiểu hết 100%, nhưng mà cô có thể đoán được ý. Ok, còn cái ý thứ hai là cô nói rất là chậm, bởi vì mình là người đang học tiếng mà, cho nên cô nói rất là chậm và dùng các từ ngữ dễ nghe, dễ hiểu. Đây chắc là những nguyên nhân chính theo mình rút ra được, mình đúc kết được trong quá trình học tiếng Nhật. Còn bên phía Thanin là những người nào mà không phải là sensei ấy, ví dụ như kiểu là một người nào mình gặp ở đó, ở đường chẳng hạn, hay là mình đi làm giấy tờ. Ok, thì đặc trưng của họ là gì? Thứ nhất là tiếp xúc với người rất ngoài rất là ít. Mình không biết là họ tiếp xúc như thế nào, nhưng mà có thể là họ tiếp xúc với người nước ngoài ít, tâm ra là họ không quen cách nói chuyện của mình ấy. Cái thứ hai là sử dụng các từ ngữ địa phương khó nghe, ví dụ như kiểu là từ ngữ của cái vùng Kansai bên chẳng hạn, nghe rất là khó nghe đúng không? Mình thì mình sống ở Kansai, tâm ra mình có thể hiểu được, nhưng mà những người khác thì mình nghĩ là họ rất là khó. Cái thứ ba là bình thường họ nói nhanh, nói quen rồi, bởi vì nói chuyện với bạn bè, nói nhanh quen rồi, đâm ra là khi nói chuyện với mình thì họ cũng không có nói chậm lại cho mình nghe được. Ok, và nguyên nhân cuối cùng là họ không phải là bạn thân của mình, đâm ra là họ cũng không quan tâm những cái gì mình nói lắm, kiểu là cái nào hiểu thì hiểu, mà cái nào không hiểu thì thôi kệ ấy, không có hỏi lại mình ấy. Đâm ra là cái thằng Watashi này lúc nào nó cũng kém ấy, không có khá lên được là vì cái thằng này. Ok, thì phương pháp để cải thiện cái vấn nạn này đó là các bạn phải cải thiện cái phần phát âm này rất là quan trọng. Khi mà bạn học một ngôn ngữ nào cũng thế, cái phát âm này rất là quan trọng. Và thứ hai là từ mới này thì nói chung là kiểu là bạn không biết ngữ pháp, nhưng mà bạn phát âm tốt và bạn nói ra từ mới thì họ cũng hiểu được một phần nào ý mà bạn muốn truyền tải. Cái thứ hai là bạn nên kết bạn nói chuyện với người biết tiếng Nhật, và đặc biệt là người Nhật. Nếu mà tốt hơn thì nên kết bạn với người Nhật, bởi vì khi mà mình kết bạn với người Nhật thì cái cơ hội giao tiếp của mình nó cũng tăng lên, và mình cũng kiểu là quen cách nói chuyện của họ. Và cái thứ ba là nghe cho quen ngữ điệu. Thì có rất là nhiều nguồn để các bạn có thể nghe trên YouTube và nghe qua đĩa. Ok, thì đây mình xin đưa ra một cái trạng mà các bạn đang gặp phải, và mình thì mình cũng đã từng trải qua, và bây giờ cũng có một chút gọi là như thế nào nhỉ, quen rồi ấy. Thật ra là không, hình như là hầu như không có gặp phải cái tình trạng này nữa. Ok, còn nếu mà các bạn nào mà có cái phương pháp đó hay hơn thì xin comment ở cái dưới cái clip này. Ok, chúc các bạn học tiếng Nhật thật tốt, vui vẻ. Bye bye, xin chào.
Xin chào giờ này, tạm biệt.